đang ngồi ăn cơm mà tự nhiên mâm cơm nó bay ra hết ngoài nhà, và tự nhiên bố đánh mẹ. Ôi dồi ôi, ngày xưa nói thật mọi người là bố em vụ phu à. Không có em thì đúng là bố em đánh mẹ em chết. Vụ phu lắm, gia trưởng lắm. Đến tận bây giờ em lớn như này em còn phải nói bố em nhiều. Cái tính của bố em không thay đổi được. Em thì tính em cũng hay cáu bẩn, nhưng mà em chỉ chửi thôi. Em chỉ bực mình quá em chỉ quát thôi, chứ không bao giờ em đánh. Bố em toàn đánh mẹ em thôi, xong rồi đuổi mẹ em đi thôi. Em là con một đúng rồi. Trước nha, bố em đánh mẹ em mà đóng cửa vào đánh. Mẹ em phải bỏ đi bao nhiêu lần mang cả em đi cơ. Xong là bố cứ tìm về. Bố em thì lại không nát rượu. Không nát rượu nhưng mà kiểu tính gia trưởng ấy. Với lại hay ghen. Bây giờ tình hình nó hai bên xong rồi. Tình hình thì là hiện tại thì là bố và mẹ em ly thân rồi. Ly thân từ lúc em 5 tuổi. Thì em sống với ông bà nội. Em sống với ông bà nội. Nói chung là trước thì cái lúc trước thì đang bé thì không biết gì, thì cảm giác nó cũng bình thường thôi. Cảm giác nó cũng bình thường, nó chẳng có gì cả. Chỉ suy nghĩ là bố mẹ đi làm xa, ông bà cứ lừa bảo là bố mẹ đi làm xa. Đấy, bảo là bao giờ bố mẹ rảnh thì bố mẹ về. Nhưng mà lúc thì thấy mỗi bố về, không thấy mẹ đâu. Lúc thì lại thấy mỗi mẹ về mà lại không thấy bố đâu. Đấy, xong dần dần là cũng biết. Cũng biết được là bố mẹ đi thân. Thì vẫn là ở với ông bà thôi, vẫn là ở với ông bà nội chăm sóc. Nói chung là không phải ai cũng sinh ra được ở trong một cái gia đình hạnh phúc cả. Vậy nhiều lúc con có thấy tủi thân không? Có chứ anh. Thật nhiều lúc em cảm thấy tủi thân dã man. Kiểu nhiều hôm không, kiểu nhiều lúc mình đi chơi ấy. Em đi chơi xong em nhìn thấy người ta kiểu có bố có mẹ gọi về sớm, gọi về mày đâu, mày có đi về không, ui thích lắm. Cũng muốn có bố có mọi mẹ gọi về lắm, nhưng mà thật sự là có được đó, toàn là tự đi chơi chán rút mặt, tự biết rút mặt mà về. Tại vì có ở chung với bố mẹ từ bé đến lớn đó. Ông bà nội của em thì vẫn là còn khỏe. Ông bà nội em thì nói chung là vẫn chờ bế chắc được. Đấy. Vẫn chờ bế chắc được. Bố em thì cũng không được bình thường như bao người khác. Chia sẻ thật với mọi người là bố em bị khuyết tật bẩm sinh. Bố em bị không kiểu từ lúc đẻ ra ấy, từ lúc mà đẻ ra thì bố em bị bệnh thì phải kiểu bà em mới mang bố em lên trạm xá. Ngày xưa làm gì có bệnh viện, ở gần đấy thì chỉ có trạm xá thôi. Thì bà mới mang bố lên trạm xá, kiểu đẻ ra rất là bình thường thì đi tiêm thì người ta không tiêm ở tay, người ta lại tiêm ở chân thì không may là bị teo cơ. Đấy, teo cơ thì nó xong là bây giờ kiểu chân thì một chân bé một chân bình thường đó, đi đâu cũng phải chống gậy cả. Nhưng mà rất là đẹp trai. Đấy là mình nói thật, bố em rất là đẹp trai dã man luôn. Mẹ em còn phải thừa nhận là ngày xưa mẹ em yêu bố em vì bố em đẹp trai đấy, không phải đua đâu. Nhưng mà bố em có ý chí lắm, phấn đấu lắm. Nói thật mọi người, đầy thằng ra đường, đầy thằng kiểu tay chân lành lặn, chả làm được cái mẹ gì.
còn đi ăn trộm ăn cướp. Đấy. Nhưng mà kiểu em tự hào khi em có một người bố, tuy là bố không được bình thường như bao người khác và bố bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng mà bố kiểu luôn dành cho mình những cái gì tốt nhất. Nói chung nhà gia đình em thì nó cũng hoái ham lắm. O, o ở quê em gọi là o, còn ở Hà Nội gọi là cô. Cô thứ hai ấy, cô thứ hai là em ruột của bố. Cô thứ hai là em ruột của bố thì năm 2010 thì bị tai nạn tàu. Tại vì nhà em ở gần đường tàu mà. Bị tai nạn tàu, gãy xương cổ. Mà cứ nghĩ là chết rồi, nhưng mà rất là may là cứu được. Và bây hiện tại bây giờ thì o vừa mới về nước. O đi nước ngoài vừa mới về nước. Đấy. Chú thứ ba thì cưới vợ về ở Thanh Hóa. Cô thứ tư thì cưới chồng cũng ở gần nhà ông bà nội. Còn chú út thì ngày xưa là làm cho Bộ Quốc phòng công ty 36, nhưng mà sau cũng bị tai nạn. Và chân của chú bây giờ cũng bị tật. Chân của chú út thì bây giờ cũng gọi là kiểu mọi người tưởng tượng như kiểu cái con gà mình vừa mới luộc ấy. Đấy, con gà mình vừa mới luộc mà nó tước cả cái chân ra như thế. Nó tước cả cái chân ra. Thì đợt đấy là chú mới nhận, kiểu chú là lái xe mà, lái xe cho Bộ Quốc phòng công ty 36, thì đợt đấy là chú mới nhận một anh kiểu phụ lái. Đấy, thì hôm đấy là trời mưa. Thế là chú mới ra, chú lơ xe cho anh phụ lái đấy. Thì chú dẫm lên cái lốp, dẫm lên cái lốp xe. Thì anh kia, cái anh phụ lái kia thì không biết. Thì anh ấy lùi xuống thì may mà đất bùn, đất lún ấy. Thì cái chân nó bị cuốn vào cái lốp. Sau đấy là bị toạc, đợt đấy là bị vỡ xương chậu. Sau đấy phải mất khoảng độ khoảng tầm 2 năm, 2 năm rưỡi thì chú mới phục hồi lại được. Đấy là bị vỡ xương chậu. Nói chung là nhà em thì ai cũng gọi là số rất là lâm ly bi đát, số đó lắm, nhưng mà rồi cũng vượt qua được, rồi cũng đâu cũng lại vào đấy. Đây là còn nói thật, mọi người còn may mắn chán. Có những người người ta bị nhẹ thôi, nhưng mà người ta cũng nói chung là cũng lìa đời. Còn nhà em toàn kiểu mấy vụ kinh thiên động địa thôi. Người cứ thấy kiểu em tưng tửng vui vui như thế, một số anh chị thì người ta yêu quý, người ta biết, người ta yêu quý. Còn một số người kiểu người ta không biết được là cái hoàn cảnh của mình như nào, đấy có giống người ta hay không, hay là còn thậm tệ hơn cả người ta nữa, thì người ta lại kiểu người ta ghét mình. Mà mình chả làm gì người ta để người ta ghét mình cả. Đây là cái gọi là cái công việc của mình. Đấy là một phần. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng để giúp cho mọi người vui. Chả có việc gì mà mọi người phải ghét mình cả. Ví dụ như mà các anh các chị không thích xem thì có thể lướt qua. Nghe bạn kể thì tất cả những người đàn ông trong gia đình đều có vấn đề. Đúng rồi. Chỉ có nói chém mồm là chỉ có chú thứ ba. Chú thứ ba thì là không, chú thứ ba cũng bị rồi đấy. Chú thứ ba thì là bị ung bướu, trước là bị mổ bướu, may mà là u lành, không phải u ác. Còn ông nội của em thì ngày xưa đi làm cầu đường một, đi làm công ty cầu đường ấy, kiểu làm đường ấy. Đấy, thì là làm kiểu đóng đinh rồi ốc ít, ốc vít các thứ ấy. Xong là cái đinh nó bay vào mắt, đuôi cái mắt trái thì... Nhưng mà bây giờ nhìn rất là bình thường. Tại vì ông bỏ con mắt giả vào mà. Nhìn rất là bình thường. Kiểu chỉ nhìn được một mắt bên này thôi. Còn mắt này là mắt giả. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.